Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 2 đô token B3 nè. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn có link phần để mô tả dưới video mà làm start chatbot nha. Thì nít mà nó uy tín nha các bạn. 38-71 bằng nhiêu các bạn? 71-38 bằng 33 nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn xuống kiếm giúp controller nè. Rồi sao các bạn lướt sang các bạn. Quyết không. Ok, không có lướt sang các bạn. Rồi mình bắt up lên. Rồi tiếp kênh xe thơ. Dự án là gì đâu người ta tham gia nắp lạnh ta. Tiếp tục follow tại Twitter giá để quyết bot. Trên tại Twitter này bạn theo dõi nè. Bạn like nè. Bạn tại quyết nè. Rồi bạn bắt up lên. Tiếp tục follow Instagram nè. Trên Instagram thì bạn theo dõi nha bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên. Tiếp tục follow edit nè. Thấy 2 đô chỉ cũng 50k đó các bạn. Chứ không phải ít đâu nha các bạn. Rồi bạn son community nè các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục subscribe kênh YouTube nè. Rồi bạn đăng ký nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên. Tiếp tục follow và tờ quýt cho người quýt nè. Bạn like nè. Các bạn tập quýt lên nè. Rồi bấm đáp lên nè. Tiếp tục cho tiếp kênh seller lên nè. Rồi bấm submit tên các bạn. Rồi các bạn để địa chỉ email của các bạn vào các bạn. Tiếp tục điền lại username tại Twitter của các bạn. Submit link Instagram và profile. Tiếp tục submit đường link Instagram mình nè các bạn. Thì nhập vào Instagram nè. Rồi trên Instagram thì bạn nhập bản avatar của mình nè, nhập vào bảng cùng nè. Rồi bạn sẽ chép liên kết nè, là cho bot nè. Tiếp tục submit link Reddit nè, thì bạn mở Reddit mình ra cái đó bạn. Ơi. Trên Reddit nhập bảng cùng nè các bạn, nhập vào avatar của mình nè các bạn. Rồi nhấp vào ba cánh cùng mà. Copy đường link edit mình nè. Rồi cho bot nè. Sau đó subscribe. Họ có subscribe YouTube không chết nè. Tiếp tục gửi đường link profile YouTube mình nè. Trên YouTube mình nhấp vào avatar của mình nè. Nhấp vào kênh của bạn nè. Các bạn bấm vào ba cánh cùng nè. Các bạn nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó bạn sẽ chép liên kết nè các bạn. Gửi lại cho bot nè. Cứ làm đi các bạn, ai góp mình nhận được chút nào hay chút nấy các bạn đỡ lắm các bạn. Tiếp tục submit media you sell tại Twitter. Link share video của nó nè. Thì các bạn nhấp vào video này nè. Rồi các bạn nhấp vào video của nó nè. Rau 2 nè. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ nè. Rồi các bạn tweet nha các bạn. Rồi bạn đăng test nè. Sau đó các bạn bật up lên nè. Bạn mở tờ Twitter tất cả các bạn nghe nè các bạn. Nhấp vào avatar của mình, nhấp vào hồ sơ của mình nè các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tweet nè. Sẽ giúp liên kết nè. Gửi lại cho bot nè. Có 2 đô mà mắc làm đóng lạnh luôn. Rồi bấm cho nó có follow và tweet không. Thì bạn bấm set nè. Nó có son kênh Telegram không các bạn bấm Z nữa. Tiếp tục gọi địa chỉ với Bimbi sẽ mất trên bếp 20 trên chocolate của mình nữa. Có 2 đô mắc làm nóng lạnh nhiệm vụ. Rồi bạn bấm vào khơm lắc nha bạn. Rồi bạn bấm balance đi chết cho cầm kiếm được các bạn. Ok bạn đã nhận được 2 đô tốt cần B3 nè các bạn. Bạn dự lên ghép chia sẻ bè những thằng này kiếm được tốt cần các bạn. Thì video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.